Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng FPT Shop. Và ở đây mình đang có hai chiếc điện thoại, đó chính là Nokia 7.2, vừa được Nokia giới thiệu tại sự kiện IFA 2019. Thì thực sự khi mà mình cầm cái con Nokia 7.2 này lên á, cái điểm ấn tượng nhất của mình đó chính là mặt sau của con này. Thực sự thì nó tạo cho mình một cái cảm giác gọi là wow khi mà cầm ở ngoài. Xem trên hình đã thấy đẹp rồi, nhưng mà cầm ở ngoài nó là cực kỳ đẹp luôn. Và ở mặt sau này tạo với mình một ấn tượng rất tốt. Đầu tiên ấy, đó chính là cái chất liệu làm nên cái mặt sau này. Vẫn là chất liệu kính, nhưng mà nó sẽ là theo kiểu chất liệu kính mờ. Các bạn sẽ nhìn nó có một cái độ mịn nhất định. Nó không hẳn giống như là kính trong kia. Nhìn con máy của chúng ta nó sẽ có những cái vân chạy ở bên trong nữa, trông rất là huyền bí và phải nói là cực kỳ đẹp. Đặc biệt là cái màu xanh mình đang cầm ở đây. Còn phiên bản màu đen thì nó vẫn có những cái vân chạy bên trong, nhưng mà nó không rõ là màu xanh. Nhưng tóm lại với cái mặt lưng này, thực sự Nokia làm rất tốt và rất đẹp luôn. Với cái cụm camera ở phía sau này, các bạn có thể thấy nó giống kiểu thiết kế của chiếc Motorola G7. Thì nó các bạn sẽ có một cái cụm ở phía sau camera hình tròn như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có 4 camera. Đầu tiên các bạn sẽ có camera chính với độ phân giải là 48 megapixel. Tiếp theo là một camera góc siêu rộng với độ phân giải là 8 megapixel. Và một cái camera phụ 5 megapixel nữa hỗ trợ chụp ảnh trong vô số phong. Và một cái đèn flash. Và phía dưới sẽ là một cái cảm biến vân tay một chạm. Và xung quanh cảm biến vân tay này thì được khắc kiểu các kim cương. Và với cái phần viền của camera thì nó hơi lồi lên một tí. Nên là với những bạn nào mà nếu như các bạn không thích camera lồi ấy, thì mình nghĩ các bạn sẽ phải cân nhắc nếu như cầm con này. Bởi vì nó sẽ hơi lồi lên khá là nhiều, chứ không phải là mặt phẳng luôn. Còn với cá nhân mình thì mặt sau của chiếc Nokia 7.2 này phải nói là cực kỳ đẹp. Mình đánh giá cao về thiết kế mặt sau này. Và tiếp tới là phần khung viền, thì phần khung này không hẳn là bằng kim loại, mà theo Nokia là nó một cái hỗn hợp polymer và nó tạo một cái sự mịn màng nhất định cho con máy. Và cảm giác khi mà mình cầm thì phần khung này rất là chắc chắn. Và Nokia thực sự với con này, họ đã làm cái phần thiết kế của nó rất tốt, khi mà cái phần khung ấy nó vừa bo sát ở mặt kính phía sau và mặt kính phía trước, thì cả trước sau nó đều có cái độ bo nhất định, nên khi mà mình vuốt ở cái phần cạnh mép ấy, nó hoàn toàn không có một cái vấn đề là bị sắc cạnh hay là khó chịu. Cả trước sau đều rất là liền lạc với con này. Thì mình đánh giá cao của Nokia về phần hoàn thiện chiếc Nokia 7.2 này. Các bạn sẽ có một cái nút riêng biệt để gọi Google Assistant ở bên cạnh trái. Và cái nút nguồn ấy thì nó sẽ có một cái rãnh màu nhỏ nhỏ mà nó sáng đèn lên khi mà các bạn mở máy lên. Thì đây cũng là một cái chi tiết nhỏ, nhưng mà mình cảm thấy Nokia bắt đầu chăm chút rất nhiều cho những cái sản phẩm của mình. Nếu như ấy, mặt sau làm mình cực kỳ thích thú, thì mặt trước có vẻ như nó hơi lựng khựng một tí. Bởi vì mình nhìn mặt trước thì mình cảm thấy nó hết đã rồi, bởi vì mình cảm thấy nó không thực sự là wow nữa. Khi mà chúng ta sẽ có phần viền trên dưới cũng tương đối dài một xíu, mặc dù là camera đã được đưa vào trong phần notch đen. Nếu như mà ở đây chúng ta có một cái phần notch kiểu dạng tay thỏ giống như là chiếc Nokia 6.1 ấy, thì mình sẽ cảm thấy cái chiếc điện thoại này sẽ đẹp hơn rất là nhiều ấy. Còn cái phần notch nhỏ dưới đây thì mình lại cảm thấy không thích lắm. Và ở phần notch đen này các bạn sẽ có camera selfie là 20 megapixel, dãy loa ở phía trên, loa thoại. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái phần loa nữa, và cạnh dưới sẽ là cổng USB Type-C. Về phần màn hình thì máy sẽ được trang bị một màn hình với kích thước là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Và màn hình này thì cũng được trang bị công nghệ HDR cho cái khả năng hiển thị màu sắc khi mà các bạn xem hình ảnh này, hay là xem video hiển thị một cách sinh động hơn, sống động hơn. Về thông số cấu hình ấy, thì chiếc Nokia 7.2 này sử dụng Snapdragon 660, RAM 4GB, bản mình cầm thì đang có là bộ nhớ trong là 64GB, viên pin của nó là 3500mAh. Thì đây là một cái cấu hình khá đấy, nhưng mà thật sự là với một người dùng bình thường như mình và những người dùng khác thì mình nghĩ sẽ kỳ vọng một cái cấu hình mới mẻ hơn, cũng như update mạnh mẽ hơn một tí. Thì Nokia chắc hẳn cũng đã phải tối ưu tất cả các thứ để làm tốt về thiết kế và cắt giảm một số chi phí để chúng ta có một cái chiếc máy đâu đó trong phân khúc khoảng 7 triệu. Con này về Việt Nam bao nhiêu thì mình vẫn chưa rõ nữa, nhưng mà các bạn sẽ kỳ vọng nó mức giá thế nào có thể comment luôn bên dưới nha. Còn về đánh giá camera của cụm này thì chắc là mình sẽ dành một cái clip chi tiết hơn để đánh giá chi tiết cái con này. Còn vừa rồi cũng là một cái clip trên tay nhanh, cũng như là chia sẻ những trải nghiệm cảm nhận đầu tiên của mình với Nokia 7.2. Thì theo các bạn thì có thực sự đáng để các bạn có thể bỏ tiền ra để mua chiếc điện thoại này hay không? Tổng kết là một tí thì chúng ta sẽ có một kiểu thiết kế rất đẹp. Theo mình đánh giá là rất đẹp. Với những bạn nào không thích camera lồi thì các bạn sẽ có một kiểu cảm nhận khác. Tuy nhiên mặt trước thì lại hơi bị hạn chế một tí về cái phần màn hình, mình cảm thấy nó chưa thực sự là đã lắm. Về cấu hình cũng như là pin
thì ở mức vừa phải trong phân khúc giá này thì không có vấn đề gì phải chê chiếc Nokia 7.2 cả. Còn các bạn cảm thấy như thế nào hãy comment ý kiến ở bên dưới nha. Và nếu thấy clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop để xem những clip review mới hơn. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.